ghê ha. Đúng là MF390 đó các bạn. Đã quá chừng. Về lại ha. Về lại. Đây máy cày MF390 đây. À, về lại các bạn ơi. Về lại luôn, về lại luôn. Về luôn anh ơi. Rồi tới luôn, con này nó mạnh mà. Muốn chạy tới chạy, muốn về về các bạn. Đúng là máy cày mạnh. Nó khỏe ghê ha. Về luôn, về luôn. Đó, quá mạnh các bạn ơi. Nó đẹp kìa. Ôi ôi má ơi. Khung cảnh máy cày xứ Tinh Ninh ha. Máy cày MF390 các bạn ơi. Trời ơi, hôm nay hên quá gặp được con siêu phẩm nha. Thì con này á là nó coi như là nó rất là hiếm gặp đó các bạn. Con này là nó có cỡ năm từ năm 87 cho đến năm 97 ha, sản xuất năm đó. Thì con này á nó là 4 máy, động cơ Perkin 4.1 lít các bạn. 4 cylinder ha. Xài động cơ dầu diesel. Đó các bạn thấy không? Ôi má ơi nó đẹp quá. Cái bánh mà chuẩn của nó các bạn là 650 16 bánh trước nha. Còn cái bánh sau của nó là 16 9 24. Đó, nhưng mà cái này hình như là ảnh có thai có thế rồi nè các bạn. Đó, con này đẹp ha. Con này á là chắc là cỡ 8 mấy HP các bạn ơi. Ôi đã quá. Quá đã ha. Quá đẹp, trọng lượng nó chắc cỡ hơn 2 tấn mấy. Đó, các bạn thấy không? Giá tiền đó các bạn, thì ảnh nói là ảnh mua với giá là 250 triệu ha. 250 triệu. Mua hàng bãi. Quá đẹp các bạn ơi. Động cơ Perkin này nọ. Nó của cái dòng MF là ngon lành rồi. Đó, các bạn thấy không? Khung cảnh máy cày Massey Ferguson ha. Rồi. Đi lướt qua nó, vòng lướt qua nó để các bạn xem cho nó rõ hơn. Nếu các bạn thấy không, máy cày Massey Ferguson cũng còn đẹp ha. Con này chỉ mức khá thôi các bạn ơi, nhưng mà nó lạ, cũng ít thấy ha. Ở động dưới đây đó, cái vỏ này cho anh thay rồi nè các bạn. Otani, anh đổi là vỏ Otani rồi ha. Là vỏ Otani rồi các bạn. 18430 đổi vỏ. Wow, về lại nè các bạn không. Siêu phẩm máy cài luôn, lần đầu thấy ha. MF390 hai giò đẹp dày. Đó, giá là 250 triệu nha các bạn. Cái này nó hơi bất bùng, có thấy cái máy à. Đó, về qua nè. Quá đẹp. Xin kính chào các bạn ha. Hôm nay đi đến đây để nhìn thấy một cái con siêu phẩm các bạn ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, cái này là dòng cái gì MF390. Nó ghi là cái gì Massey Ferguson 390 nè các bạn. Nó đang lên mì ha. Ôi má ơi nó đẹp kìa. Đó, mấy cái lần trước nhớ quay được cái con siêu phẩm MF290 hai cầu có lên turbo ha. Đó, có lên turbo là 240 triệu của em Huy ở trên Tân Biên ha. Thì giờ hôm nay các bạn thì may mắn gặp được cái con Massey Ferguson 390. Đó, con này cái bánh nó bự hơn nữa các bạn. Đó, cái con của Huy á 290 này cỡ đâu 80 HP ha. Còn con này 390 là nó cỡ 85 hoặc là lớn hơn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Giờ để nhớ cái lợi gần gần ha, cho các bạn nghe tiếng máy cũng như nghe tiếng động cơ của nó còn sao ha, coi máy móc còn sạch sẽ hay không nha. MF390 các bạn ơi, đẹp quá chừng nè. Góc nào cũng đẹp luôn. Cái này nó hơi bít bùng ha, cái máy. Giờ mình coi cái bánh nó trước đi. Bánh cái nó xài bánh nhiêu ta? Bánh cái nè các bạn, nó xài vỏ Otani ha. Xài vỏ Otani 18430 các bạn ơi. Vỏ Otani 18430. Má ơi dữ vậy ta. Ồ nhưng mà cái vỏ này cũng vỏ chuẩn ha, của giống như kiểu Belarus 825 cũng xài các bạn. Còn cái này là bánh trước.
trước các bạn ơi. Hồ bên trước cũng lớn nè. Cái này là 26, 28 gì nè các bạn. 26. Cái gì nè. 13, 26 các bạn ơi. 26, 28 gì đó. Các bạn thấy không? Rồi, Maxi Ferguson 390. Đẹp đó các bạn. Rồi, giờ nhỏ đi vòng quanh kia ha. Hồi nãy nhỏ có hỏi cái anh tài chủ máy cài Maxi Ferguson 390 á, thì anh nói là con này mua 250 triệu nha các bạn. 250 triệu. Đó, cho các bạn ngắm lại giấy của em nó nè. 250 triệu còn đẹp ha. Bây giờ là nó chạy. Các bạn nghe tiếng máy nè. MF 390. Đã ghê không? Rồi. Gãy. Đi em vậy. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đó, giờ nó kiếm thế. Wow, coi nó các bạn, sức mạnh vô đẹp luôn. Quá đẹp ha. MF 390. Máy cày Tây Ninh nha. Đã quá các bạn ơi. Khung cảnh máy cày Tây Ninh MF 390 ha. Đi dọc ra cho các bạn xem tiếp. Con này 4 máy nha các bạn. 4 máy máy cày. Đẹp ghê. Đẹp quá các bạn ơi. Siêu phẩm máy cài luôn, lần đầu thấy ha. MF 390 2 giò, đẹp dày. Đó, giá là 250 triệu nha các bạn. Cái này nó hơi bất bùng, có thấy cái máy à, đó ve qua nè. Quá đẹp các bạn ơi. Siêu phẩm máy cài Tây Ninh luôn. Cài Tây Ninh luôn các bạn ơi. Đó đã. Nó đang giải cứu á. Đẹp chơi ha. Rồi nó lấy qua đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là máy cày MF 390. Mấy con máy cày khủng long đẹp các bạn ơi. Trời ơi, máy cày Maxi Ferguson 390 nè. Quá đẹp luôn. Cái con này á, là 4 máy nha các bạn. Đó, 4 máy, động cơ là Perkin ha. Đó. Trời ơi, con này là cỡ 85 HP hơn đó các bạn. Nó mạnh hơn 290 ha. Con này thì nhớ nhìn thấy là nó 2 giò nè. Quá đẹp thiệt chứ. MF 390 2 giò. Quá đẹp các bạn ơi. Khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh ha. Và bây giờ nhá sẽ lên gần cho các bạn nghe rõ tiếng máy để coi có thấy được cái gì hay hay ha. Thì nhá sẽ cố gắng quay phim cho các bạn xem. Đó nè các bạn. Ôi xém lên rồi. Đó, anh chạy nhích tới các bạn ơi. Chạy nhích tới làm gì nè. Máy cày. Mấy em mạnh ghê ha. Đúng là MF 390 đó các bạn. Đã quá chừng. Ve lại ha. Ve lại. Đây máy cày MF 390 đây. Ve lại các bạn ơi. Ve lại luôn. Ve luôn anh ơi. Rồi tới luôn. Con này nó mạnh mà. Muốn chạy tới chạy, muốn ve các bạn. Đúng là máy cày mạnh, nó khỏe ghê ha. Ghê luôn. Đó, quá mạnh các bạn ơi. Quá đẹp kìa. Ôi má ơi. Khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh ha. MF 390. Quá đẹp. Nó nhớ rất là mê cái con này các bạn. Quá đã luôn. Đó, khung cảnh máy cày Tây Ninh.
chở cái mọt nhỏ, mọt này chắc chừng 3 tấn các bạn. Quá đã các bạn ơi, máy cày tinh ninh.